Xin chào tất cả cô chú anh chị em quay lại với kênh Quốc Khuyển Bắc Hà nhé. Hôm nay giới thiệu ba con Bắc Hà đực đỏ mới về luôn. Bạch khuyển kia cứ nhảy nhô ở nhà, sướng, có bạn chơi, có con cùng nhà nên nó sướng. Đẹp chưa? Đáng yêu chưa? Lên video đấy rồi, em lên video chủ yếu con này đâu. Đấy, mọi người nhìn này, lông lá đang phun ra rất đẹp luôn nhé. Này vào khoảng tầm 10 tháng mới thay lông gần xong, con này thay lông xong rồi đấy, vào khoảng tầm 10 tháng rồi. Và đực nhá, phụ kiện đủ, đuôi bông lau đẹp. Đấy, con này chặng chắc khoảng tầm 18 cân, khoảng tầm 18-19 cân. Đấy, đang rất là gầy luôn mọi người. Lông phun rất đẹp luôn, rất ok luôn. Lông thì ok rồi, con này chỉ đợi đến tầm tuổi hai hơn tuổi nữa thì khẳng định người cực đẹp luôn nhé. Tai đóng rất khít, rất đẹp luôn. Đấy, đấy nhìn này, phun vệ rất ok luôn mọi người. Đấy, thần thái cực tốt luôn. Đực nha mọi người nhé, đực vào khoảng tầm 10 tháng nhé. Đấy, mắt nó rất lanh nhỉ, rất lanh luôn. Bên kia kinh nghịch chưa kìa. Đấy, nhìn này, nó phấn khởi lắm mọi người. Con này có thêm chó nó ở nhà mình ấy, nó phấn khởi lắm luôn đấy này. Phun lanh lắm, lanh lợi lắm. Đấy, trông bé thôi nhưng mà có võ mọi người. Huyền đề kép hai chân sau. Thôi tập trung vào con này nhé mọi người nhé. Đấy, lưỡi đốm kìa, lưỡi đốm răng trắng tinh luôn. Con này chó lon chó tư, chỉ muốn quay bé nhìn yêu chưa. Nhìn ghét chưa mọi người. Đầu thủ con này rất đẹp nhá. Con này sau này bờm sẽ dài này. Con này xong lông đợt này sẽ đang phun lông ra này. Con này sau sẽ vỡ rỉ, đừng ngồi trên chào chúng ta bẩn. Đi ra. Và thần kinh khá tốt mọi người. Đây này. Và tay đóng rất đẹp luôn mọi người nhé. Tay đóng đẹp, đóng khít luôn. Chuẩn luôn. Đúng chuẩn của cái sống mũi của nó kìa, đúng chuẩn gãy gãy luôn. Đấy, lông đang phun ra luôn. Đấy, nó mới thay lông xong nhưng mà cái lông nó đang phun ra mọi người ạ. Con này khẳng định sau có bờm này, sau bờm sẽ dài này. Đấy, đang lông bờm nó đang ra này, đúng bờm của con này tuyền màu, không một sợi trắng đâu luôn. Đấy, bờm ra kiểu bờm lông cổ với lông ở trên lưng, sống lưng này đang phun ra này. Đấy, lông của sống lưng đang phun ra này. Đây nhá, đuôi thì bông lau to bình luôn này. Rất đẹp mọi người, rất đẹp luôn. Chân tay thẳng tắp luôn. Đấy, cô chú anh chị em nào có nhá y với em cún này rồi có thể liên hệ em qua số điện thoại 0777 516 333 hoặc là 0352 129 582. Số điện thoại em có ghi trên màn hình nhé. Đang trắng tinh trắng muốt luôn mọi người. Con này gầy lắm, em sợ rồi, gầy lắm, không biết chăm kiểu gì mà gầy ơi gầy luôn. Đây này, gầy toàn sống, toàn xương là xương luôn, toàn xương là xương luôn mọi người. Cú này trông nhà rất là tốt luôn, sủa rất inh ỏi luôn. Đó, con bé cứ lanh chanh đi đùa nó kìa. Đấy, có bạn có nhắc là về đùa vui lắm. Cú này sướng. Có đấy, nhìn này. Rất là khôn luôn mọi người ạ. Con chó bé rất khôn. Rất khôn, rất lành. Nó bé bé nhưng mà rất là ok luôn. Đúng là nó là một trong những dòng vương cẩu. Nó khác hoàn toàn so với những con chó khác.
Đấy, mình nhìn cái lông đuôi à. Nhìn phê cho mọi người. Lông nó đang phun đấy, mới thay xong nó đang phun dài ra đấy mọi người. Cái con cún này nuôi tầm 2 tháng nữa thì là lông sẽ dài rất 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 dài luôn. Sẽ rất là đẹp luôn. Bờm con này sẽ ra rất là dài luôn nhá, khẳng định mọi người luôn nhá. Con này giống kiểu con này ấy, nó dạng giống với con mà em lên video mà con 86 triệu mà em gửi đi Đồng Nai ấy, kiểu giống hết như vậy con đấy luôn. Sau con này nuôi cái thời gian nó sẽ đạt nó sẽ không đạt được bằng con đấy đâu, nhưng mà gần kiểu dạng như vậy. Đấy, hai cún này cứ thích cún nào em chuyển cún đấy nhé. Răng trắng muốt đủ, không tật lỗi gì, bi cà đủ, rất ok luôn. Đấy, lông đang phun ra mọi người nhìn kìa. Em chả phải giới thiệu đâu mọi người, bây giờ em quay nhiều các bác biết nhiều, đánh giá nhiều được rồi. Đấy, mọi người đánh giá được rồi, nhìn tổng thể con cho cún đó mọi người nhìn được rồi đúng không ạ? Đấy, bây giờ nói qua là mọi người biết ngay là con cún nó thế nào rồi, con Bắc Hà nó sẽ nào, con hơ mông cộc như thế nào rồi, và độ lông, độ xù, độ chất, độ đẹp của con chó nó như nào, người giờ mọi người đánh giá được phần nào rồi, nên em cũng chả giới thiệu gì nhiều nữa. Đấy, em cũng nói qua về tổng thể con này thôi. Đấy, gần như là có những con nào em đã lọc chọn rồi thì mọi người yên tâm, không phải vấn đề gì, không phải lo lắng vấn đề gì đâu nhé. Con cún này mới có khoảng tầm 9-10 tháng thôi mọi người ạ. Để nó thay lông cái tầm này rồi. Sao mày cứ sao Năng xăng hả? Ấn chuẩn chưa, ấn đẹp chưa? Ơi là nghịch con bé kìa. Đấy, cái chỗ này, cái cột này, cái gốc cây này, bao nhiêu con chó ở đây rồi mọi người nhìn, mọi người chắc cũng quen thuộc lắm rồi đúng không ạ? Con này khá là ổn đấy mọi người. Mọi người lên bắt con này khá là ổn đấy. Lông đang phun ra rồi nhá. Khung cũng được này, chân tay cũng được này. Size này nó cũng vừa phải, nó không phải to lắm, cũng phải bé lắm. Con này size nó đạt khoảng tầm 24 cân thôi mọi người. Nó không to hẳn nữa đâu. Con này nuôi tốt, nuôi béo nó chỉ được tầm khoảng 24-25 cân thôi nhá. Được 10 tháng mà cũng chưa biết được như nào. Hiện tại 10 tháng nó đang gầy như này, em không hiểu là ở nhà người ta chăm kiểu gì mà để nó cún nó gầy lắm, sống lưng nó dày, sống lưng nó nhô lên luôn. Con này mà béo đẹp trong phải hơn 20 cân rồi đấy. Nếu mà con cún này mà phải nuôi sinh sản, nuôi trại, nuôi anh em nuôi tốt ấy thì nó phải 24-22 cân rồi. À 20-22 cân rồi. Và con cún này nó bắt ở bản lên là cái con này nó cứ người ta không chăm được như mình được. Nó không thể chăm được như mình được. Có gì nó ăn đấy thôi. Nó về nhà nó ăn vừa ăn bữa mà ăn tốt lắm. Nó ăn sốc lắm luôn đấy mọi người ạ. Mà chẳng có gì đâu, vừa nãy cho tí cơm với nước canh với lại tí nước canh thôi mà nó ăn như đúng rồi ấy. Đấy. Tổng thể qua đi rồi thích thì cứ ới cho em nhé. Con cún ưng ý ấy mọi người. Trong nhà cũng tốt. Hỗ trợ tai con này, tai bé tí luôn này. Con này bé tí tẹo hỗ trợ tai cho lên căng cho đẹp này. Đáng yêu ơi, đáng yêu, bé nhưng mà nó có võ. Bé nhưng mà chất mọi người ạ. Con này săn bắt được. Nhìn cái đuôi nó kìa. Đi lên con này. Nhìn cái đuôi nó kìa, mê chưa? Rồi đấy, ok nhá, em lên video mọi người nhá. Cô chú anh chị em là mà có nhà YouTube với em nhá. Số điện thoại em ghi trên màn hình rồi đấy. Cứ thế mà cần thì alo em ơi, liên hệ em thôi. Đấy, nhìn thấy mấy con ngựa kìa. Đấy. Cái bản chất của con chó nó vậy. Nó ở nhà nó đi chăn trâu chăn ngựa quen rồi, đi đuổi trâu đuổi ngựa quen rồi đấy. Nhưng mà nhìn thấy bọn này cái là nó hung dữ, nó muốn đuổi theo luôn. Kiểu tính cách bọn này nó thế mà. Rồi ok, em xin phép kết thúc cái video ở đây. Em chào mọi người nhé. Cô chú anh chị em là mới xem kênh của em thì cho em xin nút đăng ký nhé. Ai đã xem lâu rồi thì like, chia sẻ ủng hộ em.
Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua ủng hộ kênh của em. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Và có ai có nhà ý thì cứ em qua số điện thoại. Ok, em chào mọi người, hẹn mọi người video sau ạ. Đấy, bây giờ mới thần thái nó mới đang tốt lên này. Đấy, mỗi một hôm nó sẽ khác này. Thần thái mỗi hôm nó sẽ khác, ngày mai em lên video lại khác mọi người. Bởi vì chó mới nó mới về nhưng nó khác. Nên mọi người cứ yên tâm. Kẻ chó to mọi em vẫn xử lý được, vẫn chăm được, vẫn sờ được, về mọi người sờ cái được luôn nhá. Rồi ok, chào mọi người ạ.